Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin chia sẻ về thông cáo Bộ Ngoại giao của nước Mỹ về tình hình Trung Phi và đặc biệt là ở tại Gabon. Và tôi sẽ có góc nhìn về vấn đề này. Thông cáo đó mới ra như sau. The United States is deeply concerned by evolving events in Gabon. Nước Mỹ rất là quan tâm sâu xa về những sự kiện đang xảy ra ở tại Gabon. We remain strongly opposed to military seizures or unconstitutional transfers of power. Chúng tôi rất là mạnh mẽ chống đối việc mà sử dụng quân đội để mà chiếm đoạt hoặc là chuyển nhượng không hợp pháp về quyền lực. We urge those responsible to release and ensure the safety of members of government and their families to preserve civilian rule. Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu những ai có trách nhiệm hãy trả tự do và bảo đảm sự an toàn cho tất cả các thành viên của chính phủ và gia đình của họ để mà theo quy tắc dân sự xã hội. In addition, we call on all actors to show restraint and respect for human rights and to address their concerns peacefully through challenge following the announcement of election results. Thêm vào đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên hoạt động hãy chứng minh được sự kềm hãm của họ và sự tôn trọng đối với nhân quyền và hãy giải quyết những quan tâm của họ một cách hòa bình trong sự đối thoại sau khi mà đã có tuyên bố những kết quả của bầu cử. We also note with concern the lack of transparency and reports of irregularities surrounding the election. Chúng tôi cũng ghi nhận với sự quan tâm sự thiếu trong sạch và những báo cáo về những bất thường trong việc bầu cử. The United States stands with the people of Gabon. Nước Mỹ cùng đứng với người dân Gabon. Thưa quý khán giả, đây là bản tin của bên Bộ Ngoại giao của Mỹ mới ra, bày tỏ sự quan tâm về những gì đang xảy ra ở Gabon. Góc nhìn của tôi về vấn đề này thì tôi xin phân tách một chút xíu. Đó là thứ nhất, nước Mỹ nha, lúc nào cũng phản đối kịch liệt, chống đối lại việc mà những nước ở Trung Phi dùng vũ lực để giành lại quyền của họ khỏi những sự áp đặt do Pháp đã để lại qua 11 điều mà họ tuyên bố vào thập niên 1960. Tước đoạt nhân phẩm, tước đoạt tài nguyên của người dân Trung Phi. Thế Mỹ trong những tranh ảnh biếm họa thì có nêu lên vấn đề này. Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vì vấn đề ngoại giao né tránh không nói điều này vì như thế là động chạm tới nước Pháp. Nước Mỹ né cái chuyện này. Và thứ hai, nước Mỹ yêu cầu những người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các thành viên bị lật đổ. Thì thưa quý khán giả, cho tới giờ phút này, thí dụ như ở tại Niger, Tổng thống Mohamed Bouazizi và gia đình của ông vẫn an toàn, có sức khỏe. Và ngay chính cả Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bouazizi nói chuyện hàng ngày với Tổng thống Emmanuel Macron như lời xác nhận của Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Sáu vừa rồi. Tôi nói chuyện hàng ngày với Tổng thống Mohamed Bouazizi. Ông ấy nói với tôi rất nhiều điều. Đó là lời của Tổng thống Emmanuel Macron. Và ở Gabon cũng vậy. Họ
giam tại gia tổng thống bị lật đổ Bongo và các thành viên trong gia đình. Nhưng mà sức khỏe của những người đó vẫn tốt, họ vẫn an toàn, nên nước Mỹ khỏi phải lo âu chuyện này. Đây chỉ là một chiêu bài để Mỹ tìm cách hất Pháp ra khỏi nơi đây. Tôi nói rõ như thế. Rồi nói về vấn đề mà cuộc bầu cử, thì Mỹ nói rồi, ghi nhận là có những sự bất thường. Ở bên Mỹ, cuộc bầu cử năm 2020 biết bao nhiêu sự bất thường, sao không ghi nhận và bày tỏ sự quan tâm đi? Những ai bày tỏ sự quan tâm thì bắt họ, như là bắt cựu chánh văn phòng của Tổng thống là ông Mark Meadows. Ông nói rằng là tôi không hề dính líu gì vấn đề bầu cử, tôi cũng không kêu gọi ai phải gian lận bầu cử, tôi chỉ kêu gọi là đừng có gian lận. Thế tại sao lại cho rằng là tôi dính líu việc mà gọi là tìm cách gian lận để mà tham quyền cho cựu Tổng thống Donald Trump? Sao nước Mỹ không bày tỏ sự quan tâm đó đi? Không quan tâm sâu sắc đi mà sao cứ phải quan tâm tới một nước xa xôi, ít dân như là Gabon? Tại vì Gabon có dầu hỏa nè, tại vì Gabon có mỏ kim cương nè, vì nơi đó là điều mà nước Mỹ muốn có sự hiện diện thay thế cho nước Pháp. Nước Pháp đã khai thác những quốc gia Trung Phi kia làm giàu trên xương máu của họ quá nhiều rồi. Bây giờ nước Mỹ muốn là người thay thế nước Pháp ở nơi đó, nhưng miệng thì nói nhân nghĩa thôi. Ai cũng nhớ vụ mà gọi là USS Maddox năm 1964. Nước Mỹ la làng lên là hải quân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dùng các ghe tàu đánh cá ngụy trang nhưng tấn công vào tàu chiến USS Maddox. Trong khi đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói không hề có chuyện đó. Nước Mỹ rêu rao một lần, hai lần, ba lần. Xong rồi lấy cơ đó pháo kích vào Việt Nam, đánh Việt Nam, đánh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đổ quân vào miền Nam, ồ ạt. Nước Mỹ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc thế à? Khi mà đổ quân ồ ạt vào rồi đó, thì cái cảnh mà giết hại dân lành ở tại Mỹ Lai, với lệnh là cái gì mà còn động đậy, con chó con gà cũng giết hết luôn. Phụ nữ thì hãm hiếp những phụ nữ mang thai đến độ mà bào thai lọt ra ngoài luôn, rồi giết chết, đập các trẻ em vào cây cho chết hoặc xé xác họ. Nhưng rồi sao? Tòa án Mỹ chỉ xử có một người và người đó cuối cùng cũng được ân xá. Thật là nhục cho nước Mỹ, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về vấn đề nhân quyền ở những nơi khác, trong khi nước Mỹ là vi phạm nhân quyền hơn ai hết. Nhưng ngày hôm qua thôi đó, clip mà body cam của cảnh sát ở tại Ohio đưa ra đó, chỉ một chuyện nhỏ thôi, nếu là nghi ngờ ăn cắp vặt thôi mà chỉ dê xe là bắn chết một phụ nữ mà đang mang thai mà có hai đứa con trẻ trong xe. Sao nước Mỹ không bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đó đi? Hở một chút xíu là bắn giết hành hạ người ta mà cứ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, rồi kêu là chính là yêu cầu là nói chuyện qua sự đối thoại. Đối thoại với nước Mỹ thì cũng nhiều chiêu nhiều trò lắm, lương lẹo đủ trò đủ cách. Khi nào nước Mỹ bỏ đi cái tự cho mình là có thẩm quyền lên trên tất cả thì mới có đối thoại được. Còn hiện nay trong đầu của nước Mỹ là số một, ai muốn nói gì thì nói, phải qua sự đồng ý của nước Mỹ thì đó mới là nhân quyền. Còn không thì không có nhân quyền. Lạ thế đó nhỉ. Rồi chúng ta thấy là bây giờ nói đến cuộc bầu cử đó, nói là có những sự gì đó bất thường đó. Đây là ám chỉ ông Tổng thống Ali Bongo là cánh tay nối dài của Pháp đó. Thì thế nào rồi ông Ali Bongo và cánh tay nối dài này cũng sẽ bị
rời khỏi chức vụ thôi. Mỹ hy vọng rằng là cái gì đó mới thì Mỹ sẽ có ảnh hưởng, Mỹ sẽ thay thế Pháp. Chỉ có vậy à. Đó là góc nhìn của tôi đó. Thưa quý khán giả, đọc bản tin của Bộ Ngoại giao Mỹ và góc nhìn của tôi xin chia sẻ đến quý khán giả như thế. Và quý khán giả hãy qua bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 1. Tôi phân tích về sự kiện ở Niger để hiểu thêm về những gì đang xảy ra ở Trung Phi. Nước Mỹ bày tỏ sự quan tâm vì e ngại kỳ này người dân ở Trung Phi ý thức được những chuyện dơ bẩn tàn độc của nước Pháp, tìm cách đuổi họ đi. Nhưng họ cũng biết rằng nước Mỹ là một con cáo già muốn thay thế Pháp, như họ đã từng làm ở Đông Dương, ở Việt Nam. Nhưng mà Mỹ cũng đã thất bại trước sự quyết tâm của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nên Mỹ rất là cay cú, hy vọng là có thể làm được gì đó, một chiêu bài trở lại ở tại Trung Phi. Không dễ đâu. Xin quý khán giả hãy qua bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 1. Chút nữa đây tôi có chương trình đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.